Unit 1, Laser Times. A Close Look 2. Ở cái phần A Close Look 2 này thì chúng ta chỉ có một số từ vựng như sau. Relax. Động từ, thư giãn. Especially. Trạng từ, đặc biệt. Hunt. Động từ, săn bắn. Cruel. Tính từ, độc ác, tàn nhẫn. Harm. Động từ, gây hại. Mime. Danh từ, kịch câm. Chúng ta có cấu trúc July cộng với to cộng động từ nguyên mẫu. Mời ai đó làm gì? Nghĩa là bạn có muốn làm cái gì đó không? Và hồi đáp với câu này thì chúng ta sẽ có cách trả lời như sau. Yes, I'd love to. Rồi, vâng, mình rất là thích. Còn nếu như không đồng ý thì chúng ta có thể trả lời là sorry, I can't. Và would like thì viết tắt bằng chữ the like và sau nó sẽ cộng với động từ nguyên mẫu. Chủ điểm ngữ pháp của bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học về động từ chỉ sự thích hoặc là không thích. Theo sau nó là một danh động từ gerund hay là gọi là động từ thêm in đấy. Thì chúng ta sẽ có một số động từ như sau. So love, so like, so enjoy, so don't mind, so don't like, so hate, so adore, so fancy, dislike, detest, prefer. Thì chúng ta sẽ cộng với một gerund là một cái động từ thêm in. Một số cái động từ vừa thêm in mà vừa thêm to nói về thích hoặc không thích đó là gì? So like, so love, so refer và so hate thì nó có hai trường hợp, một là to hay là verb in. Giữa hai cái này nó cũng không có sự khác biệt nhau nhiều lắm. Về to thì người ta nhấn mạnh nhiều hơn về kết quả của hành động hoặc sự kiện, có nghĩa là diễn tả cái thói quen hoặc sở thích. Còn nói về in thì gợi ý cái sự thích thú. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái phần ngữ pháp này vào cái phần bài tập ở bên dưới nhé. Activity 1, working pairs. Put verbs in the appropriate columns. Hãy làm việc theo cặp, đặt các động từ vào cột thích hợp. Ở đây chúng ta có những cái động từ như sau: love, like, detest, fancy, dislike, enjoy, hate, prefer. Bây giờ chúng ta sẽ có hai cột, một cột là được theo sau chỉ bởi với gerund là sau với cái động từ này chỉ cộng với động từ thêm in. Và một cột thứ hai đó là động những cái động từ theo sau vừa cộng với động từ thêm in và vừa cộng với động từ thêm to. Thì ở cái phần nói về chủ điểm ngữ pháp của bài học thì cô đã có đề cập đến. Bây giờ các em sẽ dựa vào những cái gì cô đã giảng ở bên trên, các em điền vào được không? Rồi đầu tiên, ở cái cột mà động từ theo sau chỉ dùng với động từ gerund, động từ thêm in nhé, thì chúng ta sẽ có những cái từ như sau: detest, fancy, dislike, enjoy. Còn đối với những cái động từ vừa theo sau nó là vừa động từ thêm in, gerund, hoặc là vừa động từ thêm to, infinitive, sẽ là love, like, hate và prefer. Activity 2, choose the correct answers. Hãy chọn đáp án đúng. Number 1, I love. So in my leisure times, I go to some villages near Hanoi to relax and enjoy the outdoors. Mình thích cái gì đó. Vì vậy vào thời gian rảnh thì mình đi đến một số ngôi làng gần Hà Nội để thư giãn và tận hưởng không gian ở bên ngoài. Thì ở đây người ta cho mình 3 đáp án. Câu A là traveling, câu B là travel, câu C là to travel. Sau lớp chúng ta đã học là gì? Sau lớp thì chúng ta đã học là sau lớp có thể cộng với in cũng được, cộng với to cũng được. Ở đây đáp án có thể chúng ta dùng chọn A cũng được và C cũng được. Number 2. Tom enjoys puzzles, especially Sudoku. Tom thích cái gì đó, câu đố, đặc biệt là Sudoku. Ở đây người ta cho mình 3 đáp án. A là doing, B là do và C là to do. Thì sau enjoy chúng ta nhớ là gì? Sau enjoy là cộng với verb in. Vậy đáp án ở đây sẽ là đáp án đúng là câu A. Number 3. When do you like television? Bạn thích xem TV khi nào? Đáp án A, to watch. Đáp án B, watch. Đáp án C, watching. Thì sau like thì chúng ta có hai trường hợp, đó chính là to hoặc là in. Thì chúng ta có nói về thói quen, sở thích thì chúng ta chọn to watch hoặc là watching cũng được. Chúng ta chọn đáp án A hoặc là đáp án C cũng được.
Number 4. Do you fancy to the cinema this weekend? À, bạn có thích đi đến đi xem phim vào cuối tuần không? A là go, B là going, C là to go. Sau fancy là cộng với động từ thêm in thì dĩ nhiên ở đây đáp án đúng sẽ là đáp án B. Number 5. I detest. I think it's cruel to harm the animals. Mình ghét cái gì đó, mình nghĩ rằng thật sự rất là độc ác khi mà làm hại đến động vật. Thì sau đi test đó là động từ thêm in, ở đây người ta cho mình ba đáp án: A là hunting, B là to hunt, C là hunt. Vậy sau đi test động từ thêm in thì đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án A. Activity 3. Look at the pictures and complete the sentences using the verbs in brackets in their suitable form. Hãy nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các câu sử dụng các động từ trong ngoặc ở dạng phù hợp của chúng. Đối với yêu cầu của bài tập này là chúng ta hãy nhìn cái hành động ở trong bức tranh và chúng ta sẽ dựa vào những từ người ta cho sẵn chúng ta sẽ viết. Và chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn cho bài viết này để nói về một cái thói quen hay là một cái sở thích. Number 1. Matt like. À, Matt thích cái gì? Trong bức tranh thì bạn Matt đang lướt nét thì chúng ta nói là Matt thích lướt nét, nhưng mà chúng ta nhớ lại là must là chủ ngữ suy ít thì chữ like này chúng ta phải làm gì vào? Thêm s vào. Và sau like thì có hai trường hợp, chúng ta có thể dùng to hoặc chúng ta có thể dùng thêm in. Thì cô sẽ viết câu này như sau: must like surfing the net, hoặc là must like to surf the net. Number 2. The girls enjoy. Những cô gái thì thích làm gì? Ở đây người ta bức tranh chúng ta thấy là người ta đang những cô gái đang len. Thì chúng ta sẽ dùng là gì? Vì những cô gái là số nhiều nên chúng ta sẽ giữ nguyên động từ. The girls enjoy knitting. Number 3. My cousin dislike. À, em họ của tôi thì không thích cái gì đấy. Quan sát bức tranh chúng ta thấy là không thích nấu ăn. Thì chúng ta sẽ viết là gì? My cousin là chủ ngữ số ít, vì thế động từ dislike này chúng ta sẽ thêm s vào. My cousin dislike cooking. Bức tranh tiếp theo, bức tranh số 4. My father hates. Ba tôi thì ghét cái gì? Trong bức tranh thì người ta nói việc đi mua sắm, thì chúng ta sẽ viết là sau hate thì chúng ta sẽ cộng với động từ thêm in hoặc là thêm to. Thì câu này cô sẽ viết lại như sau: My father hates going shopping, or my father hates to go shopping. Number 5. Bức tranh số 5. Tom and his sister là chủ ngữ số nhiều, vì thế động từ prefer chúng ta giữ nguyên. Tom và chị gái của anh ấy thì thích cái việc làm cái đồ thủ công tự làm hơn. Chúng ta sẽ dùng là sau prefer có hai trường hợp, to hoặc là verb in, thì chúng ta sẽ viết lại là Tom and his sister prefer to do DIY, hoặc là chúng ta có thể viết là Tom and his sister prefer doing DIY. Activity 4. Complete the sentence about yourself. Hãy hoàn thành những câu sau về bản thân bạn. Khi nói về mình thì ở đây người ta cho hai cột, một cột thích và không thích, thì chúng ta sẽ viết. Ví dụ đây cô sẽ viết về bản thân cô nhé. I like cooking. Mình rất là thích nấu ăn. I prefer singing. Mình thích hát hơn. I love. Mình thích đi bơi. I love swimming. Về cái việc không thích thì mình sẽ là I dislike washing dishes. Thích nấu ăn, anh thích nấu ăn nhưng không thích rửa chén. I hate dancing. Thích hát nhưng không thích nhảy. I detest knitting. Thích bơi nhưng không thích đan. Thì tương tự các em có thể nêu ra những cái sở thích của mình, và nhớ là những sở thích đó phải là ở động từ thêm in hoặc là thêm to ở một số trường hợp mà chúng ta đã đề cập ở bên trên nhé. Activity 5. Games, likes and dislikes minus. Working groups, one minus a latest activity he or she likes or dislikes. The author discusses the activities by asking yes or no questions using the words they have learned. Trò chơi thích, kịch câm về thích hoặc không thích. Hãy làm việc theo nhóm một người bắt chước một hoạt động giải trí mà anh ấy hoặc cô ấy thích hoặc không thích. Những người khác sẽ đoán xem hoạt động đó bằng cách đặt câu hỏi có hoặc không sử dụng những cái động từ chúng ta đã học. Ở đây người ta cho mình ví dụ như sau:
Do you like surfing net? No, I don't. À, bạn có thích lướt nét không? À, không, mình không thích. Do you like Do you love messaging your friends? Bạn có thích nhắn tin với bạn bè không? Yes, I do. Đây là cuộc trò chuyện giữa ba bạn ABC. À, thì ba bạn hỏi và đoán được xem thử người đó thích kia, họ không thích cái hoạt động nào bằng cách trả lời câu hỏi yes, no. Thì ở đây cô sẽ có một cái bài tương tự như vậy. Do you like watching TV? No, I don't. Bạn C lại hỏi tiếp. Do you love doing DIY? Bạn B trả lời là no, I don't. Bạn A lại hỏi. Do you like doing the puzzles? Yes, I do. Bạn có thích giải câu đố không? À, vâng, mình thích. Thì chúng ta chơi một cái trò chơi nói về một cái hoạt động giải trí nào đó mà chúng ta đã học, và hỏi xem thử bạn đó có thích hay không thích dựa vào những cái câu hỏi yes no mà chúng ta đã đặt ra nhé. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.